Kính thưa quý vị thân mến, đúng là con người thì có tổ có tơ, như cây cúc cùi, như sông có nguồn. Cây cúc cùi thì mới cho cảnh sinh mọt, nước có nguồn chỉ để cả sông sông. Dù ta có ở nơi đâu, ngày vui hạnh phúc, ta cùng nhớ về tổ tiên. Giờ phút này đây, Quang Linh và Ngọc Ánh đang đứng trước ban thờ gia tiên để thắp lên những nén hương thơm với ban thờ gia tiên, cùng mong và tổ tiên sẽ về phù hộ độ trì chứng giám vui vẻ, tác thể hạnh phúc trong hai chén ngày hôm nay. Tiên kinh bái tổ đường, ban tổ chức chúng cháu xin được trân trọng mời tới hai bác trưởng đoàn đại diện cùng với các cụ ông cụ bà, các bậc cao tuổi cao niên tiền bối trong vai ghế của gia đình sẽ cùng di chuyển ra phía bên ngoài để cùng chứng kiến chương trình lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Quang Linh Ngọc Ánh sẽ được long trọng diễn ra tại sự kiện sân khấu chính ngày hôm nay. Xin mời tới đôi bạn trẻ. Ban tổ chức chúng cháu cũng xin được trân trọng và mời tới hai bác đại diện cùng với tất cả các cụ ông cụ bà, chúng ta sẽ cùng di chuyển lên vị trí trân trọng đôi bạn trẻ vào lúc ngày hôm nay.